Hi, xin chào tất cả các bạn. Có một cái video của tiến sĩ Nicholas cách đây nhiều năm trước. Nó không liên quan gì đến Peer Network và mình cũng đã xem cái video đó. Nhưng nó không có sự liên kết nào với Peer cả, cho nên là mình không có đăng lên. Thì tình cờ, cuối cùng video này lại có liên kết rất chặt chẽ với cái tính năng mới nhất mà Peer có tìm ra mắt cho người dùng vào ngày hôm nay. Đó chính là tính năng đặt cọc để nhắn tin trực tiếp. Thì tính năng này là chúng ta phải bỏ Peer ra tối thiểu là 0.2p để nhắn tin trực tiếp cho từng người dùng. Lợi ích của tính năng này là nó giảm thiểu đi được những cái tin nhắn rác, những tin nhắn không quan trọng từ những người spam tin đến với chúng ta. Đây là những cái vấn đề mà trong web 2 đã bị nhưng không thể giải quyết, như thư rác trong email hay là trong SMS. Và tính năng mà Peer có tìm ra mắt thì nó phục vụ cho điều đó. Và nhiều năm về trước, chính tiến sĩ Nicholas cũng đã từng nói về vấn đề này, từng nói về thư rác. Và liệu rằng có phải thật sự tiến sĩ Nicholas Kokalik đã lên ý tưởng từ thời điểm đó cho việc giải quyết về vấn đề thư rác hay không? Thì trước tiên mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái video nói về tiến sĩ Nicholas cùng với nhóm của mình đã nghiên cứu để giảm thiểu các tin rác trong email cách đây nhiều năm về trước như nào nha. Ok, chúng ta bắt đầu xem đoạn video này nha. Có khoảng 20 triệu email được gửi trên thực tế. Mọi người ước tính có 145 tỷ email trên toàn thế giới mỗi ngày. Các CEO và các giám đốc điều hành hàng đầu khác thường có các trợ lý cá nhân để xử lý tất cả các đống email đó. Nhưng số người còn lại thì sao? Và hôm nay, đài MBC của chúng ta sẽ nói về tình trạng quá tải của email. Có một chương trình của một nhóm nói rằng họ sẽ cắt giảm tình trạng quá tải email. Đó là một khái niệm được gọi là cung cấp dịch vụ cộng đồng. Nó phục vụ cho một lượng lớn người dùng làm dịch vụ và nội dung. Bây giờ câu hỏi ở đây là bạn có thật sự muốn tăng gấp đôi năng suất làm việc của mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn phải giao mật khẩu email của mình cho một người hoàn toàn xa lạ. Kể từ lúc bạn thức dậy cho đến khi bạn làm việc, dù đó là trên máy tính để bàn hay trên điện thoại di động của bạn, những email đó cứ tiếp tục đến. Và một trong số đó là có cả những email quan trọng. Nhưng càng đọc nhiều thì đồng nghĩa việc bạn càng mất nhiều thời gian, và điều này làm cản trở chúng ta. Còn đối với riêng các giám đốc điều hành hàng đầu thì họ đã có giải pháp của riêng mình. Đó chính là các trợ lý cá nhân sẽ tìm hiểu các đống email đó, và chúng ta đang quản lý cuộc tấn công dữ dội từ email. Nhưng những người còn lại thì sao? Đây là nhóm 3 con người từ khoa khoa học máy tính của trường đại học Stanford đã đưa ra giải pháp mang tên là người phục vụ email, phiên bản thử nghiệm sử dụng email. Đó là một chương trình kết nối bạn với các chuyên gia trực tuyến. Những người sẽ trở thành trợ lý từ xa của bạn. Họ sẽ xem qua email của bạn, tìm các email quan trọng và đưa chúng vào các danh sách với các email gốc ở ngay phía bên góc bên trái. Nhưng trước tiên, giống như bạn đang giao chìa khóa của mình cho những người phục vụ này, bạn cũng sẽ phải giao mật khẩu của mình cho họ. Và từ đó, nhóm đã quyết định để kiểm tra ý tưởng này, hiểu rằng mọi người có cấp cho những người lạ quyền truy cập vào email của họ hay không. Chúng tôi thật sự đã xác nhận điều đó rằng đây thật sự là một ý tưởng điên rồ. Tiến sĩ Nicholas Kokalik nói trong số 600 người khảo sát, chưa đến 4% cho biết họ sẵn sàng từ bỏ mật khẩu của mình để đưa cho người khác, cũng như những sinh viên tốt nghiệp kinh doanh tại đại học Stanford và những người tham gia nghiên cứu. Tôi nghĩ rằng quyền riêng tư là một vấn đề, nhưng anh ấy cũng đã thay đổi quyết định sau khi người phục vụ email nghiên cứu kéo dài 10 ngày có một tính năng được tích hợp trong đó. Bạn có thể hạn chế những gì mà trợ lý email của bạn có thể nhìn thấy. Bạn có thể đưa vào danh sách đen bất kỳ thứ gì có chứa các từ khóa cụ thể như là mật khẩu ngân hàng, hoặc là thẻ tín dụng, hoặc là bất kỳ thứ gì. Và chúng tôi sẽ theo dõi những gì đã làm để đưa ra những biện pháp đó, cộng với việc giảm bớt sự đau đầu khi đọc vô số email rác. Điều đó đã khiến cho chương trình này trở nên xứng đáng, đặc biệt là vì điều khiển tất cả bằng máy tính. Các chương trình trợ giúp qua email không phù hợp, và tôi đã thử nghiệm một vài chương trình trong số đó. Và thật lòng mà nói thì không ai trong số chúng có vẻ thật sự phù hợp với tôi. Trong nghiên cứu của nhóm tiến sĩ Nicholas Kokalik nói rằng những người phục vụ email này đã tăng gấp đôi năng suất so với những người cố gắng tự mình quản lý công việc trong email. Bạn sẽ phải trả bao nhiêu? Ước tính số tiền ít hơn $2 một ngày hoặc là $60 một tháng cho dịch vụ. Và với mức lương $3,000 một tháng để trả cho một trợ lý điều hành cho một giám đốc, thì thật sự số tiền này không là bao nhiêu cả. Bắt đầu công việc phục vụ email. Đầu tiên, ý tưởng này xuất hiện sau khi tạo ra nền tảng trò chơi trên mạng xã hội. Chúng tôi đang đo lường thời gian mọi người dành ra để chơi một trò chơi. Tổng cộng là hơn 1 tỷ phút
được chuyển thành 8 giờ làm việc mỗi ngày, tức là khoảng 2.000 năm. Và với dịch vụ như người phục vụ qua email, chúng tôi hy vọng sẽ giúp được mọi người có thể dành ít thời gian cho việc đọc email vô bổ hơn và có nhiều thời gian để chơi trò chơi hoặc là làm những việc khác hơn. Và vì chi phí của tất cả dịch vụ này chỉ ít hơn 2 đô la một ngày, hiện tại họ vẫn đang ở trong giai đoạn đầu và hy vọng rằng một công ty cũng sẽ làm như vậy. Hãy nhìn thấy tiềm năng tăng gấp đôi năng suất khi mà có người lập email cho bạn và hãy bắt đầu dự án. Ok, và đó là toàn bộ đoạn phỏng vấn của tiến sĩ Nicholas cùng với nhóm của mình nói riêng về vấn đề giải quyết email trong nhiều năm trước đây. Và các bạn thấy đó, nhiều năm trước đây tiến sĩ đã có ý tưởng về việc làm sao để giảm thiểu được mức độ thư rác cho người dùng. Bây giờ tiến sĩ Nicholas trực tiếp đưa cái tầm nhìn đó vào với ứng dụng mới nhất của Peer Network, đó chính là đặt cọc cho tin nhắn trực tiếp. Và chúng ta thấy những gì đang được làm tại Peer Network đã được tiến sĩ lên ý tưởng từ cách đây rất lâu trước. Và tất cả những điều đó thể hiện rằng tiến sĩ Nicholas luôn mong muốn tạo nên một cái thế giới tốt đẹp hơn cho người dùng, tiện ích hơn thông qua việc sử dụng công nghệ. Vì vậy, điều đó cho chúng ta thấy Peer Network đã được chuẩn bị rất kỹ và thậm chí từ cách đây rất lâu. Nó được chuẩn bị và lên kế hoạch thì khi mà tiến sĩ Nicholas thậm chí chưa bắt đầu dự án. Như các bạn nghe trong video thì nhóm của tiến sĩ Nicholas trở thành một nhóm người trợ lý để xử lý những email rác và lọc ra những email quan trọng cho người dùng. Và cách làm đó vẫn chưa tối ưu hóa khi đôi khi người dùng sẽ không giao mật khẩu của họ cho những người trợ lý email như thế này. Và các bạn thấy rằng ý tưởng này nó đã được nâng cấp lên một tầm cao mới thông qua dự án đặt cọc cho tin nhắn trực tiếp trong WeChat của Peer Network mới ra mắt đã giải quyết triệt để cái vấn đề riêng tư đó. Tiến sĩ Nicholas cũng đặt chung một cái vấn đề là làm sao để giải quyết được vấn đề thư rác, nhưng đã có giải pháp hiệu quả hơn, đó chính là với bất kỳ một thông tin nào được chia sẻ cho người dùng thì họ cũng sẽ phải trả phí. Chính việc trả phí này sẽ làm cho những người muốn truyền bá cái tin rác sẽ phải cân nhắc khi họ cũng sẽ phải mất số Peer của mình, bởi vì chưa chắc cái việc họ lan tin sẽ đạt được mục đích là người dùng sẽ biết đấy. Bởi vì người dùng có quyền từ chối thông tin đó nếu như họ cảm thấy thông tin đó vô bổ. Và việc từ chối thông tin đó đồng nghĩa với việc của mắc Peer, có nghĩa là họ vừa không thể lan truyền tin rác đó đi mà lại vừa bị mất tiền nữa. Cho nên đây chính là cách làm rất là hiệu quả để giúp giảm thiểu tin rác. Và càng hay ho hơn khi trong tính năng này có thêm một điều đặc biệt nữa, đó chính là việc các bạn nhắn tin với những người nổi tiếng thì các bạn cần nhiều Peer hơn để nhắn tin cho họ. Bây giờ chúng ta hãy thử, nếu như các bạn gửi tin cho mình hoặc một người bình thường thì các bạn chỉ tốn 0.2 Peer để nhắn tin trực tiếp, nhưng với những người nổi tiếng như tiến sĩ Nicholas thì các bạn sẽ phải mất rất nhiều tiền. Ví dụ ở đây mình đã điền cái mã mời của tiến sĩ Nicholas và mình thử gửi một cái lời chào hello, thì sau đó nhấp vào star ở new chat thì các bạn biết mình cần phải trả đến 1.638 Peer để có thể nhắn một cái tin này cho tiến sĩ Nicholas. Số Peer quá khủng. Tại sao lại nhiều như vậy? Là bởi vì tiến sĩ Nicholas nhận được rất nhiều tin nhắn riêng tư. Chính vì điều này nó làm tăng lên giá trị của tiến sĩ. Người bình thường chỉ tốn 0.2 Peer để các bạn có thể trò chuyện trực tiếp với họ, nhưng với những người như tiến sĩ Nicholas các bạn cần đến 1.600 Peer, có nghĩa là gấp hơn 3.000 lần số Peer bình thường để nhắn tin cho tiến sĩ, một cái giá không hề rẻ đâu. Cho nên đây sẽ là một tính năng rất là thú vị trong cộng đồng của chúng ta, và hy vọng rằng với những cái chia sẻ của mình sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về ứng dụng mới nhất của Peer Network, đặt cọc nhắn tin trực tiếp của Peer Network. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.